ai cũng có quê hương để nhớ, nơi mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên, nơi mà ai đi xa cũng nhớ về, mảnh đất gắn liền với những thăng trầm đổi thay trên mỗi làng quê góc phố và trong chính cuộc đời của mỗi con người. Trên hành trình ấy, có dấu mốc sẽ trở thành kỷ niệm, có những dấu mốc đáng để người ta nhìn lại và tự hào về quê hương của mình. Và ai trong mỗi chúng ta đều tự hào là người con của Hiệp Hòa. Hiệp Hòa đã đấu tranh với tinh thần kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm của nhân dân, cùng nền văn hóa được vun đắp từ bao đời, đã tạo nên bức tranh Hiệp Hòa như ngày hôm nay, một Hiệp Hòa đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Y Sơn bên dải sông Cầu, duyên như cau giữa lòng trầu thắm vui. Bên nhau sông núi sóng đôi, thành tranh sơn thủy quê tôi Hiệp Hòa. Hiệp Hòa là một huyện trung du thuộc tỉnh Bắc Giang, nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 50 km, có diện tích chừng 201,59 km vuông, dân số khoảng 24 vạn người, huyện chia thành 26 đơn vị hành chính. Với vị trí địa lý, đất đai đa dạng, cùng hệ thống giao thông thuận lợi, Hiệp Hòa tập trung sản xuất lương thực, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Sau hơn 70 năm giành chính quyền xây dựng và phát triển, huyện Hiệp Hòa đã thu được những kết quả đáng tự hào. Huyện quy hoạch được 7 cụm công nghiệp, trong đó có 4 cụm được đưa vào sử dụng với tổng diện tích 124,5 hectare. Đặc biệt, Hiệp Hòa có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao, trong đó có hơn 40% lao động đã qua đào tạo. Đây chính là nguồn nhân lực dồi dào, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển công nghiệp trên quê hương Hiệp Hòa. Bên cạnh việc hình thành các vùng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống huyện Hiệp Hòa cũng đẩy mạnh việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh tế Hiệp Hòa có sự phát triển và tăng trưởng đáng kể. Số gia đình khá giả, giàu có tăng lên, đồng nghĩa với việc tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm. Với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện thì chúng tôi xác định đấy là cái kết quả ban đầu để cần tập trung chỉ đạo lãnh đạo phát triển trong cái nhiệm kỳ tới để phấn đấu đưa Hiệp Hòa trở thành trung tâm động lực phát triển phía Tây của tỉnh Bắc Giang và sớm trở thành thị xã trong tương lai. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc chăm lo sự nghiệp giáo dục. Những lời căn dặn của Bác, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt, được nhân dân Hiệp Hòa khắc ghi. Lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Ấy là hình ảnh đẹp cùng nối tiếp sánh vai trong kháng chiến xưa, thời nay trong hòa bình, tự do và phát triển. Huyện Hiệp Hòa cũng luôn đầu tư chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Việc quan tâm đến những thế hệ tương lai giống như đang chăm sóc những mầm cây mới lên xanh, góp hơi thở và tình yêu vào bức tranh Hiệp Hòa giàu đẹp trong tương lai. Cùng với sự đổi mới của đất nước, huyện Hiệp Hòa đã có những chủ trương thiết thực để củng cố sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Các thầy giáo, cô giáo trong các cấp học, các trung tâm dạy nghề đã nêu cao phẩm chất đạo đức, yêu nghề và không ngừng tìm tòi sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy, học, trở thành tấm gương về nhân cách, đạo đức để học sinh noi theo. Công tác đào tạo nghề cũng được đẩy mạnh, liên kết với các trường, các doanh nghiệp để hướng nghiệp cho học viên. Những năm qua, nhờ có sự quan tâm và đầu tư đúng mức, y tế huyện đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Bên cạnh các cơ sở y tế nhà nước, còn có 57 cơ sở y tế dược tư nhân, cơ sở vật chất được nâng cấp hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng được quan tâm. Hiệu quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đã đem lại những giá trị đích thực cho cộng đồng. Hầu hết, các thôn làng đều có nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập thể dục, thể thao. Cơ quan đài truyền thanh Hiệp Hòa đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến mạnh mẽ về nội dung và chất lượng chương trình. Công tác quốc phòng quân sự của địa phương được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hàng năm đều tổ chức huấn luyện, diễn tập, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng theo kế hoạch,
các hoạt động đền ơn đáp nghĩa diễn ra sôi nổi và mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng chính sách, con em gia đình có công với cách mạng có việc làm ở các khu công nghiệp trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nhất là phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học và truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu ra sức thi đua, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, Hiệp Hòa lưu giữ được một kho tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú. Đây là những lợi thế và tiềm năng to lớn để phát triển du lịch. Đình cổ Lỗ Hạnh thuộc xã Đông Lỗ được xây dựng vào thế kỷ 16, là công trình kiến trúc phản ánh tư duy nghệ thuật cao, được mệnh danh là đệ nhất Kinh Bắc. Quần thể danh thắng Y Sơn được ví như huyền thoại về Hùng Linh Công, đứng trên đỉnh núi Y Sơn dưới tán thông và bạch đàn xanh, sẽ thu vào tầm mắt một bức tranh thủy mặc với những cánh đồng lúa thẳng cánh cỏ bay, những bãi dâu xanh mướt trải dài trên đôi bờ sông Cầu. Hiệp Hòa, một vùng quê cách mạng, giàu truyền thống yêu nước và tinh thần kiên cường của người dân qua bao lớp thế hệ, tình cảm tự hào sâu nặng đã đâm rễ vững bền một cách tự nhiên trong trái tim những con người nơi đây. Không chỉ nhân dân Hiệp Hòa, bạn bè bốn phương mỗi khi có dịp ghé thăm đều không khỏi ngỡ ngàng bởi sức sống và phát triển mạnh mẽ, sức hấp dẫn riêng vốn có của Hiệp Hòa xưa và nay. Một Hiệp Hòa hôm nay đã và đang khoác trên mình màu áo mới để mỗi ai cũng sẽ thốt lên: yêu lắm Hiệp Hòa ơi! Ai cũng có cho riêng mình một ký ức về quê hương, và ai cũng có quê hương của chúng ta, và dù đi đâu, về đâu thì chúng ta cũng luôn luôn nhớ tới quê hương mà nơi mình sinh ra, và Hiệp Hòa, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Và hôm nay thì bọn mình muốn làm một cái bộ phim nói về quê hương của mình với tình yêu quê hương, và mình chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng là dù đi đâu, ở đâu, chúng ta luôn luôn hướng tới quê hương và xây dựng quê hương để mỗi ngày quê hương chúng ta được đẹp hơn. Và tôi chỉ biết nói rằng tôi yêu Hiệp Hòa. Cảm ơn các bạn.